Thưa quý vị, nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người dân trong việc khám chữa bệnh trong tình hình hiện nay, Sở Y tế Tây Ninh thông báo như sau. Những trung tâm y tế và bệnh viện tiếp tục thực hiện khám chữa bệnh thông thường, không thực hiện điều trị bệnh COVID-19 hiện nay trên địa bàn tỉnh, gồm Trung tâm Y tế huyện Tân Biên, Trung tâm Y tế thị xã Hòa Thành, Trung tâm Y tế huyện Gò Dầu, Bệnh viện Y Dược Cổ truyền. Thông tin mới nhất về tình hình dịch bệnh COVID-19 sẽ được cập nhật thường xuyên tại địa chỉ https://www.ttv11.com.vn, website tninhtv.vn và các bản tin hạ tần số của Đài phát thanh truyền hình Tây Ninh. Hiện nay, thông tin phân vùng nguy cơ COVID-19 đến ấp khu phố được thể hiện trên nền bản đồ của từng huyện, thị xã, thành phố và được cập nhật mới liên tục tại địa chỉ https://www.pinterest.com/tayninhtv. Quý vị có thể dễ dàng kết nối bằng cách quét mã QR trên màn hình TV mà quý vị đang theo dõi để kết nối vào TTV11 và chọn biểu tượng chữ B màu đỏ trên giao diện đó.